Thứ 14 thì ngắm. Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác, xuống ngục tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đây, đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hỷ hải. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng Người ấy là con Đức Chúa Trời thật. Liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng nghĩ ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, mười kinh kính mừng xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con còn ở dưới thế, trong ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.